Trước khi vào video, bỏ ra 3 giây để like và đăng ký giúp mình nhé. Có những người luôn nghĩ rằng cuộc đời là không công bằng, vì họ cảm thấy khi sinh ra chẳng có khả năng gì sẽ quyết định toàn bộ tương lai của mình. Thiên tài và người bình thường, đây là việc đã quyết định từ giây phút chào đời, một sự phân cấp không ai tự thay đổi được và Nam chính Aiki thuộc vào tầng lớp yếu nhất. Anh sở hữu blazer người có thể biến linh hồn của mình thành vũ khí và điều khiển nó sử dụng ma lực blazer mà được cơ quan quốc gia công nhận thì được gọi là ma đạo hiệp sĩ và aiki đang trên con đường đó hôm nay vẫn như mọi ngày cậu dậy sớm ra ngoài tập luyện khi trở về phòng thì phát hiện có thêm một đôi giày đi vào trong tình cờ nhìn thấy có cô em tóc đỏ đang thay đồ vì đã lỡ nhìn thấy hết của đối phương nên aiki cũng muốn cởi để hai bên hòa nhau rồi tiếng hét lớn vang khắp trường cùng với một cái bốp sau đó cậu đi gặp hiệu trưởng với khuôn mặt bị in năm ngón tay vì stella đã tố cáo lên cô ấy phải giải quyết cho bọn họ thấy vậy aiki liền cúi đầu nhận lỗi Stella nói rằng muốn đem chuyện này ra thành vấn đề quốc tế, nhưng với thái độ của Aiki thì cô sẽ khoan dung xử lý, và muốn giải quyết thì anh phải tự mổ bụng mình. Nhưng Aiki cảm thấy đây là chuyện còn con lên việc gì phải trả giá bằng mạng sống như vậy chứ. Câu nói đó đã động chạm đến Stella khiến cô ấy nổi điên. Thấy vậy hiệu trưởng liền đi ra ngoài cho hai người giải quyết. Lúc này Aiki mới nói rằng vì Stella quá xinh đẹp nên anh mới không thể rời mắt. Được khen như thế khiến cô em bốc hơi vì vui sướng. Sau đó Aiki giải thích căn phòng đó là của mình. Lúc này hiệu trưởng mới mở cửa nói rằng hai người là bạn cùng phòng mới của nhau. Aiki thắc mắc tại sao cậu lại ở cùng với bạn học có cấp độ cao hơn mình, vì phòng khác họ đều ngang nhau, và Stella hạng A lại ở chung với học sinh lưu ban như Aiki. Bây giờ anh mới nói rằng mình là một người cấp ép, và chỉ sử dụng được khả năng cường lực cơ thể cấp thấp nhất, lượng ma lực cũng chỉ bằng một phần 10 người thường. Aiki còn được bạn học đặt cho cái biệt danh tên đội sổ. Hiệu trưởng nói rằng Stella là người mạnh nhất không có ai sánh bằng, và anh thì ngược lại nên hai người mới được sắp xếp ở với nhau vì bắt buộc nên Stella còn ra điều kiện cho Aiki khi ở chung, đó là không nói chuyện phải nhắm mắt và nhịn thở, nhưng anh không đồng ý vì như thế khác nào một bức tượng đầu. Hiệu trưởng thấy hai người không tự giải quyết được lên đã nói họ dùng thực lực, tiến hành một trận giao hữu người thắng sẽ quy định nội quy trong phòng ký túc xá. Stella thấy chưa đủ còn thêm một ý nữa là ai thua sẽ phải phục tùng, không cần biết mệnh lệnh gì thì cũng phải tuân theo như con chó. Một tiếng sau, ở sàn thi đấu huấn luyện số 4 mọi người cũng đến để xem, hiệu trưởng không ngờ rằng Aiki lại chấp nhận cuộc đấu này. Sau đó Stella cũng đã có mặt cô còn khinh thường anh, vì quá yếu lên không được đấu thực tế mà lại dám đánh với mình. Stella còn khuyên Aiki lên từ bỏ việc trở thành ma đạo hiệp sĩ, nhưng anh không muốn từ bỏ trận đấu này. Hiệu trưởng hô bắt đầu Aiki liền triệu hồi Intetsu một thanh katana, còn của Stella là Levatan. Hai người lao vào chém nhau liên liệng. Stella cảm thấy khá bất ngờ khi Aiki hóa giải toàn bộ đòn tấn công của mình. Sau một lúc chịu đòn anh đã nhìn thấu toàn bộ kiếm thuật của cô. Aiki phản công bằng chính kỹ năng mà Stella đã dùng. Lúc này anh mới tiết lộ rằng mình không có ai dạy cả, nên cũng có chút khả năng học lỏng của người khác bỏ qua những chi tiết phụ tìm ra nguồn gốc và hiểu nó thậm chí còn mạnh hơn cả bản cũ đó chính là kiếm thuật của Aiki Blaise Steel. lúc này dường như Stella đã dần chậm hơn lên bị anh chém chúng mọi người tưởng hiệp sĩ hạng a đã thua nhưng cô đã dùng đến ma thuật sau đó Stella triệu hồi một ngọn lửa khổng lồ tấn công dù vậy nhưng Aiki cũng không chịu thua anh đã dùng tuyệt kỹ Itosura của mình để phản công với tốc độ nhanh Aiki né toàn bộ lửa của Stella sau đó lao thẳng đến chém một nhát hạ gục cô ấy vì Aiki dùng quá sức nên cũng ngã xuống khi vừa chiến thắng sau đó Stella được đưa đến phòng chữa trị. Khi tỉnh lại thì hiệu trưởng cũng đến thăm. Stella thắc mắc tại sao Aiki mạnh như vậy mà lại là hạng F. Hiệu trưởng nói rằng nó chỉ dựa vào năng lực của Blazer mà thôi và khả năng thực chiến cũng như kiếm thuật và thể lực không có trong tiêu chuẩn. Trước mắt chưa có bảng đánh giá nào đưa ra một lời bình thích hợp cho Aiki. Sau đó Stella hồi phục và trở về phòng. Cô phát hiện ông anh đang nằm ngủ. Khi lại gần thì nhìn thấy cơ bắp Aiki lộ ra nên hơi tò mò và sơ thử. Kết quả là nó khiến Stella thấy được thứ cảm giác kỳ lạ chưa từng thấy đang tự hỏi nó là gì thì bất ngờ Aiki thức dậy. Stella giật mình bật dậy nên bị đập đầu vào giường. Sau đó được Aiki dán băng gâu cho. Lúc này Stella mới nói ra lời xin lỗi với anh, vì cô ghét những người luôn áp đặt lên mình một giới hạn. Vậy mà chính bản thân là người làm vậy với Aiki và đã không hề có ý định tìm hiểu xem anh là ai, nên đã thua một cách thảm thương như vậy. Lúc này Aiki mới nói ra việc Stella từ giờ sẽ trở thành lô nệ của mình vì lời cá cược. Anh đã đề nghị làm bạn cùng phòng với cô và muốn cả hai thân thiết hơn. Và họ đã quyết định làm bạn với nhau. Sáng hôm sau Aiki vẫn tập luyện như mọi ngày nhưng từ giờ đã có thêm Stella. Khi lên lớp cô cảm thấy giáo viên chủ nhiệm Yuri của họ hơi thiếu sức sống và theo như thông báo của hiệu trưởng thì từ năm nay trở đi toàn trường sẽ tiến hành đấu thực. 6 người chiến thắng trong cuộc thi sẽ là đại diện đứng đầu. Vậy nên từ tuần sau mọi người sẽ tiến hành. Ngày giờ thi đấu và thông tin đối thủ sẽ được gửi qua email thẻ học sinh. Mỗi người sẽ phải thi đấu khoảng 10 trận và cứ cách 3 ngày họ sẽ ra sân một lần. Sau khi phát biểu xong Yuri đột nhiên phun ra máu. Khi đến thăm Stella mới biết cơ thể cô ấy rất yếu nên cứ hứng lên lại bị như vậy. Aiki cũng kể rằng nhờ có yuri nhận lên anh mới được vào đây học sau đó trên đường trở về thì có một em gái lao đến chỗ họ và ôm lấy tay của Aiki khiến stella hơi ghen cô ấy tên kagami học trung lớp với hai người và là fan bự của anh nhưng mà phải công nhận đúng là thế thật anh em ạ à. vì trận đấu giao hữu lần trước với stella rất tuyệt vì mới lập câu lạc bộ báo chí nên kagami muốn đăng chuyện đó để làm kỷ niệm đầu tiên và muốn được phỏng vấn Aiki khiến mọi người xung quanh chú ý còn stella hơi ghen lên đã bỏ đi thấy thế ông anh cũng đuổi theo nhưng vừa mới đó lại thêm một cô em nữa tìm đến đó là Shizuku em gái của Aiki, vừa mới gặp cô ấy đã lao tới trao cho ông anh một cái hôn thật sâu. Khiến tất cả mọi người có mặt ở đó mắt chữ A mùng chữ O luôn. Kagami còn nhanh tay chụp lại để làm tài liệu. Stella đứng ngoài không thể kìm được mà lôi Shizuku ra. Điều đó làm cô em kia rất tức giận. Shizuku còn trách Stella chẳng liên quan gì mà lại chia cắt hai người bọn họ. Lúc này cô công chúa không kìm được mà nhận Aiki là chủ nhân của mình. Điều này còn khiến tất cả mọi người sốc nặng hơn nữa. Còn cô em Kagami đứng bên cạnh cũng hóng được xì căn đan siêu bự. Aiki thấy vậy thì nói là hiểu nhầm nhưng Stella lại khẳng định đó là sự thật cô còn nói rằng ông anh đã ra lệnh cả hai nằm chung một giường Shizuku đứng bên cạnh thì không kìm được nữa cô triệu hồi ioi thấy vậy Aiki liền ngăn lại vì ở đây không được dùng Davis cơ mà Stella cũng không chịu thua nên đã dùng le và tành sau đó một tiếng nổ lớn vang lên và kết quả là hai cô em bị hiệu trưởng bắt đi dọn nhà vệ sinh nữ vì tội dùng Davis ngoài khu vực cho phép lẽ ra phải đình chỉ học nhưng đây là ngày đầu tiên nên chỉ bị phạt quét dọn toilet một tuần khi hiệu trưởng rời đi cả hai lại bắt đầu chiến tranh bằng lời nói cho đến lúc dọn xong thì vẫn chưa kết thúc khi nói chuyện shizuku còn buột miệng nói ra chuyện aiki từng bị đối xử như người không tồn tại nghe xong stella rất tò mò lên đã đứng ở cổng chờ ông anh tập luyện về cô đưa nước cho aiki và hỏi về chuyện shizuku đã nói anh kể rằng bố mình tên Ryoma Kurogen. là anh hùng dẫn nhật bản đi đến con đường thắng lợi trong đại chiến ông là người cậu hướng đến các đời nhà kurogen đều bồi dưỡng ra những blazer xuất sắc và cũng là gia đình rất có danh tiếng nhưng vì aiki không có tài năng nên luôn bị người thân xa lánh và bị đối xử như không tồn tại vậy. Trong các hoạt động họp gia đình cũng không có phần của anh. Aiki có thể nghe thấy âm thanh vui cười của họ. Lúc đó anh không chịu đựng được nữa lên đã bỏ đi. Thời tiết lúc đó ngày càng tồi tệ hơn khiến anh bị lạc đường. Dù đã chuẩn bị tinh thần để chết nhưng Aiki vẫn luôn nghĩ nếu như vậy thì thật nhục nhã. Chính lúc đó Ryoma xuất hiện trước mặt. Ông ta nói rất nhiều khiến Aiki không bao giờ quên được. Từ khoảnh khắc ấy anh đã quyết định sẽ trở thành người như bố mình. Nếu sau này có ai gặp phải hoàn cảnh giống như vậy, thì Aiki có thể trở thành người nói với họ những lời như thế nhưng để làm được điều đó ngay từ bây giờ anh phải luôn phấn đấu rèn luyện để mạnh được như bố của mình nhưng chẳng ai dạy ai điều gì nên anh lúc nào cũng học tập một mình và rồi sau đó được nhận vào ngôi trường này nhưng những người của gia tộc kurogen nghĩ một kẻ kém cỏi như anh không thể làm được vì vậy họ đã gây áp lực với trường điều kiện tối thiểu để tham gia học tập được đặt ra bởi hiệu trưởng lúc bấy giờ nhà mục đích khiến Aiki không thể tốt nghiệp nhưng may thay bây giờ cô shinguji đã được làm hiệu trưởng nhưng anh nghĩ những chuyện khó dễ này vẫn sẽ cứ tiếp tục xuất hiện mà thôi cho dù như vậy thì Aiki cũng không bỏ cuộc cả khi bị dính vết bỏng nặng đi chăng nữa. Còn Shizuku sau khi đến ký túc thì làm quen với anh bạn cùng phòng Arisui Naji. Cô tâm sự rằng mình là một người luôn yêu mến Aiki. Kể cả khi anh ấy đã rời khỏi gia tộc. Nhưng một ngày lọ Shizuku nhận ra Aiki bị cả nhà đối xử rất tồi tệ. Điều đó khiến cô cảm thấy khinh thường bọn họ. Vì thế Shizuku đã quyết định dành tất cả tình thương cho anh trai mình. Còn bên này Stella đang nấu ăn thì thấy Aiki đi tắm. Sau đó cô liền bất ngờ xông vào với bộ đồ bơi quyến rũ. Stella muốn kỳ cọ cơ thể giúp anh như một người hầu chuẩn mực. Aiki không muốn nhưng sợ bị cô ấy luộc lên đành phải chấp nhận. Sau đó Stella còn hỏi anh rằng có thích ngực của con gái không, vì khi Kagami đẩy nó vào người thì Aiki vui ra mặt. Và trong lúc cô đang kỳ cọ thì anh cứ nhìn chằm chằm. Stella liền hỏi Aiki có thích nó không thì tất nhiên là có rồi. Suy nghĩ một lúc cô liền áp sát nó vào người anh. Nhưng không ngờ sự cố xảy ra khiến áo ngực của Stella rơi ra, rồi tiếng hét thất thanh vang lên cùng với một cái bốp. Sáng hôm sau hai người lại cùng nhau luyện tập. Hôm nay Stella còn nhận được lịch thi đấu. Đối thủ đầu tiên của cô là Momotani học sinh năm 3. Aiki định tiết lộ ít thông tin về người đó nhưng lại bị Stella ngăn lại, vì cô không muốn thăm dò trước đối thủ của mình. Stella coi đó như một cơ hội luyện tập để sau này chạm trán với những Blazer không biết rõ thực lực, nhưng tất nhiên việc nghiên cứu trước đối thủ như Aiki cũng rất quan trọng. Lúc này anh mới nói rằng, rõ ràng hai người trái ngược hoàn toàn, nhưng lại hợp với nhau hơn bất kỳ ai khác. Câu nói đó lại khiến cô em Stella đỏ mặt như nồi nước sôi. Lúc này tiếng chuông reo Aiki định đi vào lớp, đột nhiên Stella gọi anh lại cô ngượng ngùng muốn mời ông anh đi hẹn hò nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang đó là shizuku cô ấy muốn hẹn aiki đi mua sắm thấy vậy anh liền đồng ý khiến stella tức giận hôm sau hai người cùng nhau đi gặp shizuku không ngờ cô ấy còn dẫn theo bạn cùng phòng nazi anh ta thường được gọi là alice aiki cảm thấy vì là con trai tại sao lại có biệt danh đó trong thì bảnh bao đấy nhưng bên trong toàn chứa tâm hồn của con gái sau đó bốn người cùng nhau lên tàu đến thành phố ở đây họ được thưởng thức rất nhiều món ngon đang ăn kem thì Aiki thấy nó dính lên má Shizuku, nên anh đã tiến lại gần lau giúp, điều đó khiến cô em đỏ mặt. Stella thấy vậy cũng lấy kem bôi đầy mặt, nhưng do quá nhiều nên Aiki phải đi lấy khăn để lau. Khi ăn xong hai ông anh đi vệ sinh và tâm sự với nhau. Aiki không ngờ Shizuku lại tin tưởng na gì đến vậy, vì cô bé khá nhạy cảm lại sợ người lạ, nên không phải là ai cũng dễ dàng thân thiết được nhất là với con trai. Nhưng na gì lại nhận mình là con gái khiến Aiki hơi cạn lời. Lúc này đột nhiên có tiếng động ngoài cửa có 11 tên lao vào xả súng khắp nơi nhưng trong đó lại không có ai cả. Bọn chúng vừa rời đi thì hai người mới chui ra từ bức tường. Nazi nghĩ rằng khu mua sắm đang bị khủng bố. Anh ta triệu hồi Davis của mình là Darkness Hermit. Với nó Nazi có thể điều khiển bóng của bất cứ thứ gì, thậm chí còn di chuyển tự do trong đó. Khi đến phòng giám sát thì nhân viên đã bị đánh ngất và trói lại, còn Aiki gọi điện báo cho cô hiệu trưởng. Có người đã trốn thoát khỏi khu mua sắm và báo cảnh sát. Singuji được biết chúng là một trong những tổ chức phạm tội, trong đó còn có cả Blazer tham gia. Hiện tại bọn chúng đã đòi một khoản tiền rất lớn và hiệu trưởng đã cho phép nhóm Aiki sử dụng Davis ngoài trường, còn hai cô gái lúc này cũng bị bắt lại cùng với những con tin khác. Shizuku có kế hoạch nên nói Stella không được gây chú ý, cơ mà lúc này có hai mẹ con không yên phận đã gây rối, khiến tên cướp xả súng về phía thằng bé. Cũng may Stella kịp thời ngăn chặn chứ không ông cháu kia đang xuất luôn rồi. Lúc này kẻ cầm đầu tên BISHO mới xuất hiện và ra lệnh cho đàn em ngừng bắn. Hắn còn biết Stella là công chúa, BISHO trách thằng đệ kín tại sao lại ra tay với con tin tên kia nói rằng chính thằng bé đã ném cây kem vào đầu hắn thấy vậy bisho nói rằng ông cháu không biết lễ nghĩa là trách nhiệm của người làm cha mẹ thế nên hắn đã chĩa súng vào đầu bà ta stella thấy vậy liền lao đến tấn công nhưng không ngờ hắn cũng là blazer kết quả là cô bị hạ gục trong một đòn và davis của bisho là rút mừng dinh tay trái có thể chuyển hóa những đòn tấn công vào hắn thành tội lỗi còn bên phải thì giải phóng năng lượng đó lên đối thủ như một hình phạt điều đó có nghĩa là stella đã bị dính chính đòn tấn công của mình lúc này hắn đưa ra một cách cứu con tin đó là Stella phải cởi hết đồ và quỳ xuống sàn xin lỗi. Aiki ở đằng xa không chịu được muốn lao ra thì bị Nazi ngăn lại. Kết quả vì để cứu thằng bé Stella đã phải làm theo ý bọn chúng. Ở đằng xa Aiki rất tức giận muốn đấm vào mặt mấy tên đó. Nhưng anh lại bị Nazi dùng Davis ngăn lại. Cậu ta nói rằng Aiki phải tin vào Shizuku. Vì nếu là cô ấy thì có thể mở ra kết giới trong tình trạng không ai biết. Khi hoàn thành một bức tường nước bao bọc tất cả con tin lại, bọn khủng bố thấy vậy liền xả súng tới tấp nhưng không có tác dụng. Đến bây giờ Aiki mới có cơ hội chút giận lên mấy thằng dê sùng kia anh nhảy từ trên tầng xuống rồi kích hoạt Itusura. sau đó Aiki dùng tốc độ siêu nhanh né toàn bộ đạn của bọn chúng, rồi sử dụng bí kỹ kiếm thuật thứ 7 Raiko chém đứt cánh tay trái của BISHO, vì tốc độ của anh vượt qua khả năng nhận biết thị lực của hắn, đòn tấn công sẽ không bị chặn lại. Những chuyện BISHO làm với Stella thì mất một cánh tay vẫn còn quá nhẹ, hạ được tên đó mọi người tưởng rằng đã xong chuyện. Cơ mà bọn chúng cũng có kẻ trà trộn vào nhóm con tin, cô ta đã uy hiếp một bà cụ bắt họ thả tên BISHO ra. Nhưng đang nói thì bất ngờ có người khác tấn công bọn chúng, hắn hình như có quen biết với Aiki thì phải. Sau đó cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Aiki cũng đến để cảm ơn Kijihara. Thấy vậy hắn liền châm biếm cậu. Stella nghe được liền đi tới và khen Aiki rất mạnh và Kijihara có lết theo cũng không kịp. Câu nói đó làm hắn cười một cách khoái chí. Lúc này Kijihara đi đến bảo Aiki xem lại sổ tay học sinh. Bên trong là tin nhắn từ sở quản lý ở trường. Nó thông báo đối thủ đầu tiên của anh lại chính là hắn ta. Vài hôm sau cuộc sơ tuyển kiếm hội thất tinh đã mở ra. Trận đầu tiên là Stella đấu với Momotani. Davis Goliath của anh ta đặc biệt hiếm được gọi là xe tăng hạng nặng. Nhưng tôi chưa thấy đánh nhau mà tên đó đã chịu thua rồi ảo thật đấy. Còn Aiki bên này đang xem đoạn video chiến đấu của Kijihara. Davis của cậu ta là Oborotoki. Một khả năng tàng hình cực kỳ hoàn mỹ. Stella cảm thấy rất ghét khi phải đấu với hắn. Nhưng Aiki nói rằng với đòn tấn công phạm vi rộng là sở trường của cô. Có thể dễ dàng phá giải vùng khuất dạng của Kijihara. Nhất định hắn sẽ không đấu với một đối thủ như Stella. Vì phong cách chiến đấu của Kijihara không giống cung cách của một hiệp sĩ. Nên có biệt danh là thợ săn còn đối với năng lực của Aiki thì hắn là kẻ tương khắc nhất. Nhưng anh đã nghĩ ra cách để chiến đấu và nhất định sẽ thắng. Hôm sau Aiki đang chạy bộ thì bắt gặp Naji. Cậu ta muốn hỏi về xung đột của anh và Kijihara. Đó là vào năm ngoái, trưởng họ Kurogen liên tục liên lạc với hiệu trưởng để tìm lý do buộc Aiki thôi học. Vì vậy Kijihara nghĩ anh là con mồi ngon. Hắn thách đấu với Aiki nhưng bị từ chối lên đã tấn công bất ngờ. Nếu lúc đó anh gọi Intetsu ra tức là đã bị hắn lay động, nhưng từ chối có thể sẽ là lý do để biến thành một trận đấu. Thế là Aiki không phản kháng lại. Cũng vì vậy mà anh không bị cấm túc, na gì thì cảm thấy rất lo cho Aiki, nhưng anh chỉ cần để mọi người xung quanh thừa nhận năng lực của mình thôi, cho dù có phải tốn bao nhiêu năm đi chăng nữa. Hôm sau là ngày Aiki thi đấu. Vì còn khá nhiều thời gian nên mọi người muốn đi xem trận khác, còn anh thì đi đến phòng chờ để chuẩn bị. Ở đây Aiki gặp được Saikyo công chúa Dạ Xoa, một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất. Cô ta còn là bạn cũ của hiệu trưởng, cho nên từ năm nay trở đi Saikyo bắt đầu đảm nhận chức giáo viên học viện Hagun. Aiki vừa nói hết câu thì cô ta đã tiến lại gần rồi đề nghị một buổi học đặc biệt vào tối nay. Lúc này thì hiệu trưởng cũng xuất hiện đưa Saikyo đi, còn Aiki vào trong phòng chờ ngồi đợi. Có vẻ anh đã suy nghĩ quá nhiều khiến trong đầu xuất hiện điều kỳ lạ. Lúc này trận đấu của Aiki cũng đã bắt đầu. Khi ra sân thằng Kukijihara còn không quên châm biếm anh, trận đấu vừa bắt đầu đối thủ đã dùng ngay sức mạnh tàng hình. Hắn bắn mũi tên vào Aiki từ mọi phía nhưng đều bị anh chặn được. Kỹ năng khu rừng người săn bắn của Kijihara không thể làm mũi tên trong suốt. Aiki quan sát hướng mũi tên bắn ra tính toán được vị trí của hắn nhưng sau đó Kijihara đã đổi cách thức tấn công, vì năm này vùng khuất dạng có thể làm tàng hình cả mũi tên, cho nên trước khi bắn chúng Aiki không thể cảm nhận được. Hắn liên tục tấn công khiến anh không có cơ hội phản kháng. Bên ngoài Stella thắc mắc tại sao Aiki không xử hắn luôn từ đầu trước khi biến mất. Naji nói rằng anh ấy đang căng thẳng đến mức ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến. Lúc này Stella mới để ý Aiki không bao giờ nói từ nhất định trước khi tham gia một trận đấu. Kijihara khi tấn công còn tiết lộ việc anh muốn tốt nghiệp thì phải giành chiến thắng trong kiếm hội thất tinh điều đó làm cho mọi người trên khán đài cảm thấy khinh bỉ khi Aiki chỉ có hạng ép khi anh bị tên Kijihara hara đánh gục xuống đất khiến Stella không kìm được nữa mà gào to tại sao Aiki lại có thể từ bỏ ở đây cơ chứ và cô yêu thích con người không ngừng tiến bước như anh dường như câu nói đó đã tiếp thêm sức giúp Aiki đứng dậy anh đã tự đấm mình một cái để lấy lại tinh thần sau đó Aiki sử dụng Itosura để chiến đấu không ngờ lần này anh đã bắt chọn được mũi tên của hắn trong tay điều đó khiến tên Kijihara hara cuống hết cả lên ở bên ngoài Saikyo còn khen Aiki rất khá nữa vì anh có thể thấu hiểu được các logic trong kỹ năng của đối thủ. Tức là giờ đây Aiki đã nắm chọn suy nghĩ của Kijihara. Điều này khiến hắn gần như phát điên nghĩ rằng anh đã gian lận. Sau đó Kijihara sử dụng kỹ năng mưa ngàn tên để tấn công, cơ mà tất cả đều bị né tránh một cách rất dễ dàng. Sau đó Aiki chém một đòn quyết định khiến thằng cu kia mất chữ o mồm chữ a luôn rồi ngất lịm và anh đã giành thắng cuộc. Người thậm chí không được tham gia một lớp nào năm trước, đã thắng trận đầu tiên trong lịch sử. Sau đó vì đã sử dụng Itosura lên Aiki đã ngất đi. Khi tỉnh dậy thì Stella đang ngủ bên cạnh để trông anh cô ấy còn trách Aiki nhìn chằm chằm mình chảy rãi. Lúc này anh mới nói với Stella rằng mình rất yêu cô ấy. Sau đó cô em bảo Aiki nhắm mắt lại rồi thơm cho một cái vào má. Cặp đôi yêu nhau tỏ tình giữa bầu trời đầy sao và hoa anh đào nở rộ thì còn gì bằng nữa. Aiki muốn cùng Stella tiến bước đến đỉnh cao của giới hiệp sĩ, cho nên anh muốn là đối thủ của cô trong trận chung kết. Trong thời gian 2 tuần làm người yêu Aiki không làm gì Stella khiến cô cảm thấy rất buồn. Còn ông anh giờ đây đã thắng 5 trận sơ tuyển liên tiếp và đã tự mình xóa đi cái biệt danh tên đội sổ. Aiki còn được mấy cô em đến nhờ dạy kiếm thuật nữa chứ điều này cũng khiến mấy ông cháu trong lớp cảm thấy ngứa mắt trở về phòng Stella nói rằng Aiki quá tốt bụng vì những cô gái kia đều là blazer có tài năng nếu anh dạy kiếm thuật thì sau này sẽ có thêm đối thủ nhưng Aiki lại cảm thấy rất hoan nghênh vì nếu như vậy thì việc anh dạy và chiến đấu với họ đều có ý nghĩa lúc này Stella lại nói đến chuyện hai người đã là một cặp nhưng vẫn chưa làm gì cả cơ mà chưa nói xong thì Aiki đã lên giường đi ngủ luôn rồi hôm sau anh bắt đầu huấn luyện cho các em gái lúc này mấy ông cháu không kìm được liền chạy đến gây gỗ bọn chúng lôi vũ khí ra muốn dạy aiki một bài học cơ mà chỉ với tay không và vài đường cơ bản anh đã hạ gục được tất cả sau đó mấy ông cháu liền ngoan như cún xếp thành một hàng dập đầu xin lỗi vì thấy ghen tị aiki lên họ mới làm vậy và muốn được tập luyện cùng anh sau đó lớp học lại có thêm nhiều thành viên mới vì thấy aiki vất vả lên stella đã mang nước tới nhưng chưa kịp đưa thì bị shizuku đi trước một bước cô ấy còn phát hiện stella mắt chữ ao mùng chữ a với hai bình nước trong tay vì không muốn bị quê lên đã tu một mạch hết shizuku cũng nhờ aiki dạy mình kiếm thuật Stella thấy vậy thì cũng không thua kém. Cơ mà với trình độ của cô thì anh có thể dạy gì bây giờ? Vì vậy Stella giận dỗi chạy đi. Trên đường còn gặp Nazi đang tìm Shizuku. Trên tay anh ta còn cầm một cái đĩa. Đó là ô tôm game học viện hoàng tử tư thục. Vì tò mò lên Stella đã mượn về chơi thử. Đang chăm chú nghịch thì đột nhiên Aiki về. Anh nói rằng hôm sau sẽ đi đến hồ bơi với Shizuku và mọi người. Aiki muốn rủ Stella đi nhưng cô lại từ chối. Vì vẫn giận chuyện lúc chiều. Nhưng khi được anh giải thích thì cuối cùng Stella cũng đi. Đến nơi mọi người đều thay đồ bơi trong mấy cô em xinh đẹp khiến các ông cháu trầm trồ đây là lần đầu stella nhìn thấy hồ bơi ở nhật lên đã bị shizuku chê không hiểu biết cơ mà cô đáp lại rằng ở lâu đài nó chỉ gọi là phòng tắm mà thôi stella cứ tưởng là đi chơi lên đã mặc một bộ đồ bơi rất đẹp cơ mà aiki lại đến đấy để huấn luyện mọi người nên không quan tâm đến cô khi đang lủi thủi chơi một mình thì kagami đến bắt chuyện cô ấy hỏi cả hai đã tiến triển đến mức nào rồi nhưng stella lại phủ nhận việc đó vì mình là công chúa sao có thể hẹn hò với dân thường được chứ nghe xong kagami liền nói ra ý định muốn tỏ tình aiki vì cậu vừa mạnh đẹp trai và còn là kho báu thông tin của báo chí stella nghe xong liền cuống cuồng nhận aiki là người yêu của mình cơ mà đó chỉ là cái bẫy của kagami bày ra thôi hai người ngồi tâm sự stella còn nói họ chưa làm gì cả đến cả hôn cũng vậy công nhận cặp này yêu đương trong sáng thật anh em ạ à. thấy vậy kagami liền khuyên cô lên mạnh dạn chủ động trước xong liền chạy đi gọi aiki tới khi hai người ngồi nói chuyện với nhau ông anh tâm sự về việc giữa họ vì suốt hai tuần nay chẳng làm gì ra hồn như một cặp đôi yêu nhau vậy nên từ giờ aiki muốn được nói nhiều hơn về chuyện giữa họ nghe xong Stella tưởng anh muốn chia tay mình và tính cách khó hiểu của một cô gái được bộc lộ sau đó hai người ngồi cãi nhau rồi nói ra tất cả khúc mắc trong lòng và điều họ muốn nhất lúc này là được hôn nhau trên đường trở về hai người nhận được thông báo đối thủ lần này của họ đều là người trong hội học sinh sau đó trận đấu được diễn ra cả hai đều giành được chiến thắng áp đảo đối phương khi mọi người đang trở về thì Nazi hỏi Aiki rằng anh tính để cô gái lạ mặt đi theo đến bao giờ hai cô em còn tưởng đó là fan cuồng hay gửi đồ cạo dâu và giao nam cho họ Nazi phát hiện cô gái kia đã theo dõi họ được một tuần rồi vì không phản ứng gì nên cậu không để ý lắm. Nhưng bây giờ đã đến lúc xác nhận danh tính rồi. Khi Aiki gọi làm cô ta luống cuống đến lỗi rơi cả xuống suối, sau khi được đưa đến phòng bệnh thì người đó mới giới thiệu. Cô tên Azasuji Azas lớp 153. Khi thấy cái họ thì Aiki liền phát hiện đó là con gái của Azasuji Kaito. Ông ấy là thiên tài kiếm sĩ được mệnh danh là Samurai cuối cùng. Kaito giành chiến thắng tất cả các trận đấu nổi tiếng và nắm trong tay vinh dự của giới kiếm thuật là một cao thủ thực sự. Nhưng vì không phải là Blazer nên ít người biết đến. Từ nhỏ Aiki đã rất ngưỡng mộ ông ấy. Bây giờ Shizuku mới đề cập đến việc Azaz luôn bám theo anh mình. Cô ấy kể rằng chỉ muốn nhờ Aiki dạy thêm về kiếm thuật. Thế nên suốt một tuần qua luôn suy nghĩ có nên bắt chuyện không. Vì thế ông anh đã mời Azaz đến tập luyện kiếm thuật chung với mình. Đến khi đấu thử thì Aiki mới nhận ra lý do cô luôn dậm chân tại chỗ. Vì luôn cố gắng học cách di chuyển giống như bố mình. Anh nói rằng chính việc bắt trước đã cản trở phát triển của Azaz. Vì giới tính của hai người khác nhau lên kết cấu của xương và cơ bắp cũng vậy. Cho nên càng muốn bắt trước theo một cách hoàn hảo nhất thì khoảng cách sẽ rõ rệt hơn và Aiki cũng có cách để cải thiện cho Azas, nhưng nếu cô luôn giữ niềm tự hào rằng phải dùng đúng kiếm thuật như của ba mình, thì không nên miễn cưỡng thay đổi nó. Vì chỉnh lại rồi thì chẳng thể quay về như trước được nữa. Sau đó Aiki đã giúp Azas chỉnh lại một số tư thế, cơ mà nó hơi động chạm nên hai cô em đứng ngoài cũng hoảng hốt. Tôi thì lại thấy cái cách này của Aiki nó hơi ướt át thì phải. Khi được giúp đỡ thì dường như tốc độ của Azas đã tăng hẳn nên khi trở về cô ấy đã cảm ơn và khen anh có một đôi tay rất mạnh nữa. Azas còn nói thích những người luôn chăm chỉ nghiên cứu lĩnh vực nào đó vì câu này hơi nhiều nghĩa nên khiến mọi người hiểu nhầm buổi tối khi đi ngủ stella hỏi aiki về cảm giác khi chạm vào cơ thể azaz nhưng anh đính chính rằng đó chỉ là muốn giúp đỡ chị ấy mà thôi và người mình yêu nhất chỉ có cô hôm sau stella đã cùng tập luyện với azaz khi xong họ còn cùng nhau đi ăn tối azaz cảm thấy bất ngờ vì stella một mình chiến bốn phần thịt nướng thập cẩm cùng ba đĩa thịt bò cô không thể tin nổi với cái sức ăn đấy mà vẫn giữ được cái eo thon gọn mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì có mấy ông cháu đi đến bọn chúng dường như có quen biết với azaz Aiki muốn ngăn lại thì bị tên đeo kính phát hiện là một kiếm sĩ hắn định mời ly nước nhưng sau đó lại tấn công anh thấy vậy stella định chiến với tên đó một trận nhưng bị Aiki ngăn lại mấy thằng cu đằng xa thấy anh không phản kháng liền chế diễu khi bọn chúng rời đi stella thắc mắc tại sao lại làm vậy Aiki nói rằng nếu tránh thì chỉ làm lớn mọi chuyện mà thôi vì nếu dùng Davis ở đây sẽ bị đuổi học lúc này một cậu bé xuất hiện và nói tên đeo kính hồi nãy là át chủ bài của trường Donro kẻ sát kiếm sĩ Kurashiki Kurado và phán đoán của Aiki rất chuẩn vì hắn là một trong top 8 ở lễ hội thất tinh năm ngoái cậu nhóc đó là phó hội trưởng trường hagun tên misogi utakata và thư ký kế toán toto kubara kanata thấy Aiki bị thương nên misogi đã chữa giúp trên đường về stella thắc mắc rằng mấy ông cháu gây gỗ đó liên quan gì đến azas và là ai nhưng chưa kịp trả lời thì sổ tay của Aiki lại nhận được thông báo không ngờ đối thủ lần này của anh lại là chị azas mấy hôm sau Aiki vẫn luyện tập cho mọi người nhưng từ tối đó thì chị azas không còn đến đây nữa buổi tối chị ta tự dưng hẹn Aiki một mình lên sân thượng để nói chuyện. Cứ tưởng đó là cái bẫy nhưng khi hai người tâm sự được một lúc, thì Azas bỗng dưng nhảy khỏi sân thượng. Thấy vậy Aiki liền dùng Itosura để cứu chị ấy. Không ngờ sau đó Azas mới tiết lộ mục đích của mình. Việc tự tử đó nhằm ép Aiki dùng tuyệt kỹ. Vì biết nó chỉ dùng được một lần mỗi ngày mà còn 10 tiếng nữa là đến trận đấu giữa hai người rồi. Sau đó Aiki kiệt sức cố gắng lết về đến ký túc rồi gục vào cặp bánh bao của Stella. Khiến cô tưởng anh dùng tuyệt kỹ đột kích ban đêm của Nhật. Hôm sau khi tỉnh dậy thì đã ở trong phòng bệnh rồi hiệu trưởng và nhà trường đã phát hiện dấu tích mà Aiki gây ra tối qua. Nhưng anh không muốn nói ra và muốn chịu mọi hình phạt. Cô Shinguji cũng nhận ra rằng Aiki đang làm vậy để bao che cho ai đó. Lúc này anh mới hỏi chuyện về Azaz. Thì ra vào hai năm trước ba của cô ấy Samurai cuối cùng Azazuji Kaito đã không thể cầm nổi kiếm lên nữa. Vì ông ta đã thua trong trận quyết đấu khi võ đường bị gây rối. Đối phương chính là tên đã thách thức Aiki ở quán ăn lần trước. Theo lời hẹn thi đấu của hai bên, cả vùng đất và võ đường của gia đình Azazuji đều thuộc về người thắng cuộc và trong suốt hai năm qua Kaito vẫn chưa hồi phục lại ý thức, còn Azas lúc này đang ở chỗ ba mình. Cô nhớ lại lời ông đã nói và suy nghĩ về việc bị tên Kurado sỉ nhục, mọi người đang cảm thấy lo lắng cho Aiki. Nhưng anh nói rằng mình sẽ dốc hết sức để chiến đấu với Azas và nhờ Stella đi cùng với mình để giúp việc gì đó. Cuối cùng thì trận quyết đấu giữa Aiki và Azas được diễn ra. Cả hai cùng nhau triệu hồi thanh kiếm của mình, cho đến bây giờ tất cả mọi người đều không biết năng lực của Azas là gì. Thông tin rất ít vì cho đến năm ngoái cô ta không tham gia cuộc thi chính thức nào và cho đến giờ toàn đánh thắng dựa vào kiếm thuật. Trận đấu bắt đầu Aiki là người tấn công đầu tiên, anh lao thẳng về phía Azaz nhưng đột nhiên bị đâm nhiều nhát dao. Kế tiếp là bị chém từ phía sau, hóa ra đó là tuyệt kỹ của Azaz, đó là vết cắt của gió Windscrate. Và Davis của cô ta có năng lực làm hở miệng chỗ bị thương, hóa ra Azaz đã đặt một cái bẫy với rất nhiều nhát chém từ trước. Và không gian trên sàn đấu đã được khắc lên hàng trăm đòn tấn công, Nazi ngồi trên khán đài cũng đã để ý. Và nếu chuyện Azaz làm bị phát hiện thì cô ta sẽ bị xử thua ngay lập tức cả hai liên tục lao vào chém nhau như vũ bão khi azaz định đánh đòn quyết định thì bị aiki dùng chui kiếm chặn lại đó là một kỹ năng phòng ngự đặc biệt sở trường không ngờ anh đã biết được azaz sẽ gian lận lên đã đi gặp cô yuri và xin bỏ qua hành vi đó của chị ấy nhưng nếu thua trận này aiki sẽ không được làm đại diện cho hội thất tinh nữa vì anh muốn tin rằng nếu cắt đứt quan hệ với azaz thì mình chắc chắn sẽ thắng vì chuyện này aiki đã suy nghĩ rất nhiều mà không có câu trả lời sau đó anh nhận ra rằng mình không muốn làm vậy bằng cả tấm lòng Vậy nên Aiki mới nhờ cô Yuri giúp để tìm ra mục đích thật sự của Azaz. Trên sàn đấu anh đã cảm thấy chị ấy đã bị loạn toàn bộ kỹ năng bước đi và đường kiếm. Lúc này Azaz mới tiết lộ rằng mình nhất định phải thắng để lấy lại tất cả những gì đã mất. Đến lúc này Aiki đã sử dụng 100% sự tập trung. Anh lao thẳng đến chỗ Azaz và né toàn bộ những nhát chém. Khi chị ta định tấn công thì Aiki lại biến mất trên đường bay. Đó là bí thuật kiếm thứ tư Shinkiro. Rồi cả hai cùng lao thẳng vào nhau. Và kết quả Aiki là người chiến thắng. Shizuku nói rằng trước khi chém Azaz thì anh đã đưa Davis của mình về giảm ảo nhưng tại sao lại làm như thế thì chưa ai giải thích được ngay từ đầu mục đích của Aiki không chỉ là chiến thắng sau đó anh còn động viên và khuyên Azaz trở lại với chính con người thật của mình điều đó khiến cô ấy cảm động đến phát khóc hôm sau mọi người cùng nhau nói về tên Kurado hắn có sức chấn áp rất mạnh với blazer loại kiếm sĩ Azaz nói rằng hai năm trước Kurado đến phá rối võ đường nhà mình hắn hoàn toàn không sử dụng Davis để thi đấu ngay cả Kaito được xưng là samurai cuối cùng cũng bị hạ gục Lúc đó Azas như đang trong một cơn ác mộng, nếu như cô có thể thay thế ba mình cản hắn ta lại. Thanh kiếm của Kurado không có sự cao thượng hay niềm kiêu hãnh nào, nó chỉ mang trong mình toàn là bạo lực mà thôi. Hắn đã trả đạp kiếm thuật nhà Azasuji, ba người đang cùng nhau đi đến nhà cũ của Azas, nơi đây hiện giờ đã bị tàn phá nặng nề. Hôm nay Aiki tới đây là để quyết đấu với tên Kurado, giúp chị Azas đoạt lại võ đường này. Trước khi quyết đấu hắn cần Aiki thể hiện thực lực, thấy vậy anh liền vứt ra toàn bộ sổ tay của mấy tên đàn em bên ngoài sau đó cả hai cùng triệu hồi Davis rồi lao vào chém nhau. Tên Kuraudo tấn công một cách rất quyết liệt khiến Aiki chỉ tránh né. Khi anh định tấn công thì liền chặn lại ngay. Không ngờ ông cháu kia canh thời gian rất chuẩn, sau đó biến thanh kiếm của mình dài ra rồi tiếp tục tấn công. Thấy vậy Aiki liền lao thẳng đến chỗ Kuraudo và dùng tầm nhìn tuyệt đối để né đòn tấn công. Khi anh bị chém trúng đòn đầu tiên, thì liền nhận ra cái năng lực khiến hắn đánh bại được samurai cuối cùng. Nền tảng sức mạnh của Kuraudo chính là tốc độ phản xạ. Khi hắn cảm nhận và hiểu rồi thì đánh trả lại. Đối với người bình thường thì tốc độ là 0,3 giây, còn Aiki và Stella dù có khổ luyện đỏ máu cũng chỉ đạt đến 0,1, nhưng sau khi tính toán sự tương tác đòn đánh giữa hai bên, anh có thể thấy tốc độ phản xạ của Kurado khoảng dưới 0,05 giây, có nghĩa là trước khi Aiki ra được một đòn thì hắn đã có thể xuất hai tới 3 chiều Với tốc độ đó Kurado có khả năng né được những đòn tấn công vượt trên khả năng người thường, hoặc thay đổi đường kiếm ngay trong khoảnh khắc chém và tạo thành một đường tấn công hoàn toàn mới. Sau đó Kurado sử dụng khả năng đó tấn công với tốc độ siêu nhanh. Nó có tận 4 đòn cùng một lúc khiến Aiki không thể cản hết được nhưng cho dù bị ép vào tận góc tường thì anh vẫn chiến đấu và còn nở một nụ cười. Azas đứng ngoài thì sợ Aiki sẽ giống ba mình nên định lao vào, cơ mà lại bị Stella ngăn cản. Vì hiếm khi nhìn thấy anh yêu có biểu cảm vui vẻ như vậy. Lúc này Aiki đang rất hào hứng muốn hạ được kẻ mạnh trước mắt mình, và Stella cũng nói rằng lúc chiến đấu ba của Azas cũng cảm thấy như vậy. Hai ông anh kia đang chiến đấu rất hăng nhưng có vẻ Kurado đang dần yếu đi, vì phải di chuyển nhiều hơn với tốc độ phản xạ đó, thể lực của hắn xuống dốc rất nhanh. Đến bây giờ Aiki mới thể hiện kỹ năng của mình để lấy lại những gì đã mất trong 2 năm của Azaz. Lúc này một luồng khí đen bao trùm cả sàn đấu. Aiki lao thẳng đến chỗ Kurado mà không né đòn tấn công. Cơ mà điều ảo ma là tất cả lại đều chém trượt. Khi cả hai lướt qua nhau thì có máu chảy xuống. Azaz đứng ngoài nhận ra Aiki sử dụng tuyệt kỹ bí truyền cuối cùng TNI Muho. Lúc này Stella mới tiết lộ đó là Blade Steel và chính cô cũng từng bị sao chép kỹ năng. Kurado sau khi thua liền hỏi tên Aiki và hẹn anh giải quyết nốt mọi chuyện vào kiếm hội thất tinh. Lúc này võ đường nhà Azasuji cũng trở về với chủ nhân của nó. Azas đã thú nhận việc gian lận ở trận đấu vòng loại, chị ấy bị loại khỏi cuộc thi và đình chỉ học 10 ngày. Lúc này Azas gửi tin nhắn đến thông báo ba mình cũng đã lấy lại được ý thức. Đây quả là một cái kết có hậu của bà chị. Khi đang nói chuyện Stella định lắm tay Aiki nhưng bất ngờ Shizuku và Naji xuất hiện, khiến cặp đôi mới yêu bối rối. Sau lần này Aiki cùng với Stella đã quyết định đi du lịch với nhau. Còn Shizuku cảm thấy khá buồn khi không ngăn cản được họ. Đến ngay cả Ngai cũng không đi cùng cô vì có hẹn với người khác khi shizuku chuẩn bị lên tàu trước lúc tạm biệt ông anh còn nói rằng có thể cặp đôi kia không phải đang hưởng thụ chuyến du lịch nồng nàn thắm thiết đâu hai người bên này đang thể hiện tình cảm cho nhau thì aiki bất ngờ vì hội học sinh xuất hiện gần đó cứ tưởng là một trận chiến khốc liệt nổ ra nhưng sau đó mọi chuyện thành thế này đây thư ký tiết lộ rằng lần này họ đến đây mục đích cũng giống như aiki vì một tháng sau tuyển thủ đại biểu cho kiếm hội thất tinh sẽ tiến hành luyện tập ở đây cho nên trước lúc đó họ phải quét dọn sạch sẽ nơi này vì vậy họ mới nhờ hiệu trưởng cử người đến giúp không ngờ đó lại là cặp đôi nhà aiki Dọn dẹp xong anh cùng với Stella đi ngắm thác nước. Aiki còn phát hiện lúc chưa cô em ăn có hai bát cơm mà bình thường là 7. Kết quả khi đi đến tối thì cơ thể Stella rất mệt. Cô còn tưởng vì hai người đã hôn nhau nên dẫn đến có thai, cơ mà đó chỉ là bị cảm mà thôi. Lúc này trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, ở trên một cái cây đằng xa còn có kẻ lạ mặt theo dõi họ. Cũng may Aiki tìm được một căn nhà nhỏ trong núi để trú mưa. Vì bị sốt quá cao nên anh đã bảo Stella cởi đồ ướt ra, nhưng cô ấy không đồng ý lên Aiki đã cởi trước. Điều đó làm cho Stella nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau sau đó vì cô người yêu quá mệt lên aiki đã đề nghị cởi giúp trước đống lửa rực cháy anh từ từ lột từng món đồ lúc này mắt của aiki bắt đầu đảo như giang lạc rồi cũng may ông anh vẫn còn giữ vững được lý trí của mình nhưng stella còn muốn cởi thêm cả áo ngực ra nữa vì cô cảm thấy khó thở lên nhờ aiki tháo khuy cài đằng trước khó khăn lắm mới có thể làm được vì tay của ông anh cứ tự làm động tác quái lạ lúc này stella khen anh rất tuyệt vì cô đã nhìn thấy con quái vật dưới đũng quần aiki thấy vậy liền xin lỗi lia lịa cơ mà stella lại hỏi anh có muốn làm với mình không cô cậu nghe xong thì mắt chữ o mùng chữ a luôn nhưng ai vẫn chưa thể trả lời câu hỏi đó vì anh muốn được tự hào mà nói với mọi người rằng mình yêu cô nhưng nếu bây giờ cả hai phát triển thành mối quan hệ đó thì ai nghĩ sẽ không thể ngẩng cao đầu được trước mặt ba mẹ stella hay chính gia đình mình sau tiếng chuông điện thoại gọi đến dập tắt câu chuyện còn bên khác có một tên mập mũm mĩm đang âm mưu gì đó với hai người còn shizuku sau khi về nhà nghỉ ngơi cô gặp lại người cha ruột của mình ông ta còn rất tự hào về thành tích 12 trận toàn thắng trong kiếm hội thất tinh và nghĩ shizuku sẽ có thể trở thành đại diện nhưng cô lại thắc mắc tại sao ông không tự hào về thành tích của Aiki điều đó khiến Shizuku cảm thấy rất thất vọng bên này hai người đang nghỉ ngơi thì đột nhiên có tiếng động lớn Aiki ra ngoài xem thử thì phát hiện một con quái vật khổng lồ đang định tấn công căn nhà thấy vậy anh liền sử dụng Itosura để cứu Stella ra rồi sử dụng bí kiếm thứ nhất xài gây ký đánh tan con quái vật trong một nhát cơ mà càng giết thì chúng lại phân ra nhiều hơn khi hạ được Aiki thì bọn quái vật lại nhắm đến Stella cũng may lúc nguy cấp thì được người của hội học sinh đến cứu bọn họ giúp ngăn cản lũ quái vật nhưng có giết bao nhiêu lần thì chúng cũng lại đứng dậy sau đó hội trưởng xuất hiện với một thanh katana bên hông chỉ với vài đường chém ngọt lịm đã hạ gục dù bọn chúng có sống dậy khi con to nhất nổi dậy thì cô đã dùng tuyệt chiêu daikiri vết cắt sấm xét. và thế là một cột sáng đâm thẳng lên trên trời nó khiến tên điều khiển lũ quái vật bị ăn đòn nặng sau đó cô ấy đứng trên đống xác với vẻ hào quang rực rỡ aiki cũng nhận ra đó là một trong top 4 năm ngoái của kiếm hội thất tinh todo tuka bên này shizuku đang ngồi thì bỗng dưng nhận được thông báo đó là đối thủ của cô trong trận sắp tới chính là chủ tịch hội học sinh với tiểu sử con gái của gia đình Kurogen, từ nhỏ Shizuku đã có tài năng của một blazer. Còn vụ việc quái đá trên núi bây giờ cũng đã tràn đầy ở mặt báo. Mọi người cảm thấy khá lo lắng khi Shizuku phải đấu với Todo Tuka chủ tịch hội học sinh. Hôm sau là ngày trận đấu được diễn ra. Hiệu lệnh bắt đầu cả hai bên đều triệu hồi Davis ra và đứng im một chỗ. Vì họ đều là kỵ sĩ hạng cao xứng đáng với kiếm hội thất tinh nên đã quan sát nhau trước. Nếu manh động có thể sẽ trở thành người thua cuộc. Vì Todo sở hữu thứ vũ khí mạnh nhất trong khoảng cách gần, đó chính là kiếm báu gia truyền. Tuyệt kỹ đó vô cùng dữ dội và mãnh liệt. Y như cái tên của nó điện từ trường Batogosu, từ trước tới nay trận nào sử dụng Zaikiri cũng sẽ kết thúc với chiến thắng của Todo, chỉ cần chớm tung chiêu nhất định đối phương sẽ chịu thua. Đó là một kiếm báu gia truyền thực sự, vào năm ngoái vì Blazer đánh bại Todo là một người sử dụng súng, và Shizuku cũng biết chuyện này nên mới không tấn công. Sở trường của cô ấy là những trận đấu với phép thuật trong cự ly dài, lúc này Shizuku đã dùng hóa băng Teo Udeo Hai -gen khiến sân đấu đóng băng, rồi liên tục dùng tên nước tấn công, sau đó là một bức tường nước khổng lồ, cơ mà tất cả chúng đều bị Todo chặn lại nhưng đang né rất mượt thì bỗng nhiên bị băng khóa lại. Rồi Shizuku nhân cơ hội tấn công khiến sàn đấu tràn ngập khói. Cơ mà với một người từng được top 4 thì làm sao thua dễ như thế được? Mọi người đều cảm thấy cả hai ngang tài ngang sức với nhau. Nhưng dường như Aiki lại có ý khác. Sau đó họ lại liên tục tấn công đối phương, nhưng dần Shizuku càng yếu thế hơn. Vì một phút lơ là cô đã bị Todo đánh trúng. Lúc đầu thì hai bên đều ngang tài ngang sức, mà bây giờ lợi thế nghiêng hẳn về phía Todo. Hiện giờ Shizuku đang không thể nhìn thấy chuyển động của đối thủ. Lúc trước Aiki cũng đã từng gặp tình trạng này trước đây đó là thuật thể của Saikyo công chúa dạ xoa đột nhiên cô ấy xuất hiện nói rằng đó là nữ kỳ gì một kỹ thuật hợp thành giữa cách thức thở của võ thuật cổ đại với kỹ thuật bước đi nói xong Saikyo còn thực hành luôn trong tích tắc cô đã đến lắn đôi bóng của stella mà không ai bắt kịp vì loài người không thể như máy móc mà hiểu được hết những thông tin mình tiếp thu vì vậy não bộ sẽ không thể chịu đựng được và chiêu nữ kỳ si này là để sự tồn tại của mình ẩn vào cái vô thức của đối thủ kết quả rõ ràng shizuku đang nhìn tô đô nhưng lại không thể xử lý thông tin mà mình thấy được rõ ràng tận mắt chứng kiến động tác của cô ấy nhưng trong ý thức sẽ cho rằng đó là những thông tin không cần thiết và bỏ qua. Vì vậy khi sinh mạng bị uy hiếp đến ngàn cân treo sợi tóc mới phát giác được và Todo dùng được nó như Saikyo. Vì hai người họ cùng học chung một kỹ sĩ đó là Na Ngõ Chiến Thần, còn Shizuku lúc này đã dùng tất cả sức mạnh mình có để tấn công. Cơ mà Todo không hề hấn gì cả. Cô ấy chém một đòn trúng Shizuku nhưng không ngờ đó lại là phân thân, sau đó tuyệt chiêu kết giới trắng được sử dụng. Nó bao trùm toàn bộ sân đấu bằng xương khói. Bên trong Shizuku tấn công từ rất nhiều hướng khác nhau. Ngay khi cô định ra đòn cuối cùng thì bất ngờ thay Todo đã sử dụng Zaikiri, một dòng sáng lóe lên và Shizuku đã ngất đi. Trận đấu kết thúc với người chiến thắng là Todo. Đến khi Shizuku tỉnh lại thì mọi người đã ở đây, nhưng cô đã bảo họ về hết vì muốn ở đây một mình. Cơ mà Naji lại không đi và còn kể rằng Aiki đã luôn ngắm nhìn em gái đến tận phút cuối. Lúc này Shizuku mới bật khóc nức lở. Hôm sau khi kết thúc trận thắng thứ 14 Stella trở về cùng Aiki. Trên đường cả hai cùng nói chuyện rất vui vẻ và hẹn gặp nhau ở trận chung kết vì khung cảnh rừng cây rất thơ mộng lên cặp đôi đã trao cho nhau một nụ hôn lồng cháy nhưng ở đằng xa có kẻ lạ mặt đã chụp lại và còn cười một cách nham hiểm sau đó hiệu trưởng gọi aiki lên phòng mình để nói chuyện đó là về một người đàn ông tên akaza từ liên minh ma đạo kỵ sĩ quốc tế anh cũng biết ông ta vì khi còn nhỏ đã từng gặp mấy lần akaza là thành viên trong chi nhánh gia tộc kurogen hiện tại ông ta là người của hội đồng đạo đức thuộc liên minh tại nhật và gần đây akaza còn đang lén lút lò dò quanh trường của họ aiki nghĩ ông ta đang tự tiện hành động vì từ xưa mình đã bị xem như cái gai trong mắt sau đó anh cùng Stella đi đến phòng của hội học sinh. Khi bước vào thì bên trong rất lộn xộn, rồi bọn họ cùng nhau đến cô nhi viện. Ông anh chú lùn nói rằng mình và Toka đều lớn lên trong một nơi giống thế này ở Fukuoka. Thế là cứ khi nào rảnh hội trưởng lại đến thăm trẻ con ở đây. Sau đó họ cùng chơi với đám trẻ và nấu ăn cho chúng. Bây giờ Aiki mới có dịp để cảm ơn Toka vì lần trước đã cứu mình vào một trận đấu nhiệt huyết với Shizuku. Và anh còn dự đoán được tuyệt kỹ của hội trưởng có độ chính xác tỷ lệ nghịch với thị lực. Con người chính là một bộ máy tinh vi có sự sống tất cả mọi tác động đều bị khống chế bởi một loại dòng điện yếu tiếp thu bởi tín hiệu thần kinh của đại não vì toka là blazer điều khiển xét nên có thể cảm nhận được dòng điện đó đây chính là tuyệt kỹ của cô reverse sight tín hiệu thần kinh của đại não vô cùng chân thực và không thể làm giả được toka có thể đọc hiểu tình trạng tâm lý của đối thủ vì thế đòn tấn công bất ngờ và bẫy của shizuku đều bị nhìn thấu sau đó mọi người cùng nhau thưởng thức món cà ri mà toka nấu khi vừa trở về thì shizuku cùng nazi và kagem chạy đến cho anh xem tờ báo trên đó có hình ảnh mà hai người đang hôn nhau rất nhanh tất cả phóng viên đã đứng trước cổng trường Hagun. Stella đọc được quả drama này thì rất tức giận. Vì trên đó viết Aiki chỉ là một tên yếu kém tồi tệ nhất học viện. Ngay lúc này một chiếc ô tô bỗng dưng dừng trước mặt họ. Bước xuống là tên Akaza béo ị. Hắn đến đây để đưa Aiki đi thẩm vấn. Đó là cuộc họp chính thức của hội đồng đạo đức. Bọn chúng tra hỏi anh về mối quan hệ với Stella, vì chi nhánh tại một quốc gia không có đủ thẩm quyền phế chốt tư cách làm kỵ sĩ của một người. Chính vì vậy lão già gian xảo Akaza sẽ dùng mọi thủ đoạn bị ổi. Ở bên này khi Aiki bị bắt đi thì Stella cảm thấy rất buồn và trận đấu của ông anh cũng bị chuyển đến hiệp hội để thi đấu. Ở căng tin của trường, mọi người vừa ăn rồi đọc thông tin của Aiki, họ nói rằng anh miễn cưỡng thắng trận với khuôn mặt không hề tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Các bạn học xung quanh cũng bàn tán rất nhiều, khiến Stella cảm thấy đây là lỗi của mình và muốn chia tay. Nhưng chưa nói xong cô đã bị Shizuku tấn công bất ngờ, rồi sau đó giải thích lý do gì mà Aiki vẫn cứ theo cái trò khỉ này của bọn chúng. Là vì anh ấy không chấp nhận việc quan hệ giữa mình và Stella bị đám người bẩn thỉu phá hoại. Đến ngày tạm giam thứ 8, Aiki thắng trận đấu thứ 16 khi kết thúc anh liền kiệt sức gục xuống cô yuri thấy vậy liền giúp và cố tình nôn ra máu để đánh lạc hướng lính canh rồi bỏ thứ gì đó vào áo của aiki khi trở về aiki mở nó ra xem thì bên trong là tóc của stella khiến anh rất vui ngày thứ 9 cô cậu đã đề nghị với akaza rằng mình muốn kháng cáo với cha mình kurogen isuki giám đốc chi nhánh này tên béo cứ nghĩ ông ta sẽ không đồng ý cơ mà cô singuji cũng đã nhúng tay vào vừa vào gặp thì isuki đã hỏi về chuyện thi đấu của aiki vì vậy anh đã nói rằng mình đã cố gắng rất nhiều Tuy vẫn hạng ép nhưng không còn là đứa con vô dụng của ngày xưa nữa. Aiki muốn chiến thắng kiếm hội thất tinh chỉ vì muốn ông ta công nhận, cơ mà Isuki nói rằng mình vẫn luôn công nhận sự hiện diện của anh. Nhưng dạy cho một người không có lấy một góc tài năng thì chỉ phí công, vì những kẻ như Aiki chẳng làm được gì nên hồn mà đụng chân đụng tay, thì lũ bất lực sẽ bắt đầu tự tin thái quá. Kết quả nó sẽ làm nên vệt nhơ cho cái tổ chức này. Lúc này Aiki mới nhận ra rằng cha không hề ghét mình, chỉ là ông ta chẳng có chút hy vọng cũng như suy nghĩ dành cho anh. Đối với Isuki thì Aiki không phải kẻ thất bại mà là một kẻ chẳng làm được gì cả. Sau đó nhiều trận đấu đã diễn ra anh đã giành chiến thắng 19 trận. Ngày tạm giam thứ 17 tên Akaza thông báo rằng đối thủ tiếp theo sẽ là Toka. Hắn còn nói rằng nếu Aiki thắng được trận này thì sẽ không làm khó anh nữa. Nhưng khi thua thì đừng tham vọng trở thành ma đạo kỵ sĩ. Buổi tối ở trường Hagun, Shizuku đã đến gặp Toka để nói chuyện. Hội trưởng nói rằng mình đã biết liên minh dở trò bị ổi, nhưng cũng chỉ biết chấp nhận quyết định của họ. Và nghe nói tình trạng sức khỏe của Aiki không được tốt, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ đến để đánh bại mình, cho nên Toka muốn đấu bằng 100% thực lực và dốc hết sức đấu một trận mãn nhãn với Aiki, vì vậy cô ấy đã nhờ Shizuku khuyên anh mình lên từ bỏ. Toka không muốn thắng một trận như này để vào giải toàn quốc, nhưng do hội liên minh nên cô không thể làm gì hơn cả. Còn Stella lúc này đang điên cuồng tập luyện, sáng hôm sau giải đấu quyết định tấm vé tham gia hội thất tinh được tổ chức. Hôm nay những người ra sân đều là thí sinh có thực lực mạnh và thắng 19 trận liên tiếp. Lần này đối thủ của Stella một trong những đại diện của trường năm ngoái, tuyển thủ Onata Mizuki năm 3. Nhưng tất cả mọi người đều rất mong chờ trận đấu của Aiki và Toka, Liên minh vì muốn cả thế giới chứng kiến nên mới cho anh thi ở trường, giờ đây chỉ còn một cách để Aiki chứng minh mình đúng, đó là phải giành chiến thắng trong trận đấu này. Hôm nay Na ngõ sư phụ của Saikyo cũng đến xem. Ông đang nói chuyện vui vẻ với đồ đệ và hiệu trưởng, thì tên Akaza béo ị lại ngồi gần đó hớt leo. Lúc này đến giờ trận đấu bắt đầu nhưng Aiki vẫn chưa xuất hiện. Akaza nói rằng cậu ấy đã tự mình chạy bộ đến đây trước, khi cố gắng gần đến nơi thì kiệt sức đến gục ngã, cũng may được Shizuku đỡ lúc này tất cả bạn học của Aiki cũng có mặt để cổ vũ. Điều đó đã tiếp cho anh thêm sức mạnh để tiến thẳng đến sân đấu. Bên cửa đông là Zaikiri tuyển thủ Todo Tuka, còn hướng ngược lại là kẻ đội sổ Kurogen Aiki. Và trận đấu giữa cô gái trên đỉnh cao với một chàng trai đi lên từ vực thẳm, khi vừa có hiệu lệnh ông anh liền sử dụng Ito Sura ngay lập tức. Bên kia Toka cũng không thua kém, Aiki muốn dùng tất cả sức mạnh vào một đường kiếm này. Anh lao thẳng đến chỗ Toka và sử dụng bí kiếm thuật số 7 Jaiko. Còn hội trưởng cũng sử dụng tuyệt kỹ Jaikiri của mình để đáp trả khi cả hai lao vào nhau thì mọi người ngồi trên khán đài đều rất chăm chú khi toka ngã xuống dưới lưỡi kiếm của aiki thì tất cả đều hô hào trận đấu kết thúc bằng một đòn long trời lở đất trong khoảnh khắc ấy nurukami và raikiri của toka đã nát thành trăm mảnh bên ngoài Kurado nghe được thông báo aiki đã thắng thì chỉ cười một cái rồi rời đi còn tên akaza béo ý lúc này đang không tin vào mắt mình ông ta tưởng toka không chiến đấu hết sức cơ mà na ngõ ngồi cạnh bảo rằng cô ấy đã dốc toàn bộ những gì mình có rồi nhưng aiki đã tiến hóa giới hạn của mình ở thời khắc cuối cùng hiệu trưởng nói rằng Ito Sura còn lâu mới thắng được Zaikiri. vậy nên cậu nhóc đã dồn mọi tinh hoa vào một nhát kiếm thay vì giàn trải ra một phút lúc này thằng béo lại lao xuống sân đấu vì không chấp nhận kết quả nhưng ngay lúc nguy cấp thì stella dùng đòn đánh con lợn đó quay lại khán đài. đến tận bây giờ aiki mới dám buông vũ khí xuống rồi ngã vào lòng cô sau đó anh còn tỏ tình với cô trước mặt toàn thể mọi người ở đây và họ trao cho nhau một cái hôn lồng cháy còn kurogen isuki lúc này nhận được cuộc điện thoại từ quốc vương vermillion ông ta cảnh cáo về việc mà aiki đang làm kể từ đó quốc vương Vermillion bày tỏ quan ngại sâu sắc của mình mọi lời bàn tán đã lắng xuống còn con lợn béo Iakaza cũng đã bị đuổi việc nhà trường còn tổ chức trao huy chương và công bố 6 người sẽ đại diện tham dự kiếm hội thất tinh và thủ lĩnh năm nay của bọn họ sẽ là Kurogen Aiki anh đang thắc mắc tại sao lại là mình nhưng tất cả bạn học dưới khán đài đều rất ủng hộ điều đó vì Aiki đã từng nghĩ sẽ không phải quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình chỉ cần thực sự giỏi thế là đủ nhưng khi được công nhận anh lại cảm thấy rất vui sau đó Aiki cùng Stella ra sau núi bàn về chuyện ở cùng một nhà shizuku cùng nazi cũng đến chung vui cô em gái còn đặt ra rất nhiều luật lệ cho chị dâu tương lai của mình